Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc của chúng tôi. Quý anh chị thân mến, tiếp theo trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 loại rau cấm luộc ăn vào hủy gan hủy thận, về nhà ôm bệnh vào người. Vậy thì đấy là 5 loại rau nào? Và chúng ta hãy đừng vội thả 5 loại rau củ này vào nồi luộc, vừa mất dinh dưỡng lại vừa hại cho sức khỏe. Quý vị thân mến, rau luộc là cái món ăn khoái khẩu của hầu hết chúng ta. Một đĩa rau nóng hổi chấm với chút mắm mặn mặn thì còn gì tuyệt vời hơn thế. Không chỉ vậy mà rau luộc lại còn là cái món ăn dễ làm và không tốn thời gian. Do đó mà chị em phụ nữ rất chuộng làm món này trong mỗi bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, thực tế rau luộc không được dinh dưỡng lắm, bởi theo chuyên gia dinh dưỡng thì một nửa chất dinh dưỡng trong rau sẽ bị mất khi mà chúng ta luộc, đặc biệt là những loại rau sau đây. Nếu luộc lên chẳng khác nào là ăn cỏ, chẳng còn chất dinh dưỡng gì cả, không thu được nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với 5 loại rau này. Thứ nhất đấy là rau súp lơ. Rau súp lơ là một cái loại rau rất nổi tiếng, được coi là siêu thực phẩm có giá trị đối với sức khỏe của con người. Súp lơ có rất nhiều dinh dưỡng, nó chứa nhiều sắt, protein, canxi, cro và các vitamin A, vitamin C. Súp lơ rất giàu chất dinh dưỡng, như thế thì bạn nên bỏ thói quen luộc rau súp lơ ấy đi, mà thay vào đó là bạn có thể chế biến theo các cái cách khác như là xào hay là hấp thì rất tốt. Rau thứ hai đấy là cải bó xôi, hay còn gọi đấy là rau chân vịt. Thì cải bó xôi chứa đến 35 vitamin và khoáng chất thiết yếu, giàu vitamin C, K, A, E, lutein, beta carotene, canxi, magie, carotenoid, chất sắt, phốt pho. Do đó mà cải bó xôi giúp tăng cường đề kháng cho cơ thể, sáng mắt, ngừa thoái hóa điểm đen, đục thủy tinh thể, bổ máu, tốt cho xương, răng, chống oxy hóa. Khi bạn luộc rau này lên thì cái lượng chất dinh dưỡng trong chúng sẽ giảm đáng kể. Rau cải bó xôi là một cái loại rau rất giàu dinh dưỡng. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng những phương pháp luộc để ăn. Và loại rau thứ ba đấy là bắp cải. Trong bắp cải có chứa một cái hàm lượng vitamin cao hơn so với các loại rau củ khác như là cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu thì hàm lượng vitamin A và vitamin P trong bắp cải kết hợp với nhau giúp mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra thì nó còn chứa một số cái chất chống ung thư, vân vân. Nếu luộc rau bắp cải thì cái hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi, rất uổng phí. Và thứ tư đấy là đậu Hà Lan. Theo các cái chuyên gia nghiên cứu thì trong đậu Hà Lan có chứa một cái loại dinh dưỡng thực vật, nó có tác dụng là chống ung thư rất cao đối với con người. Nếu ăn đậu Hà Lan liên tục sẽ có cái khả năng làm giảm ung thư dạ dày. Nhiều bà nội trợ thì vẫn quen luộc đậu cho nhanh để không mất thời gian, nhưng mà không phải vậy. Xào mới là cái cách tốt nhất để giữ những cái chất dinh dưỡng có trong đậu. Nếu bạn muốn đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất thì hãy bỏ cái thói quen luộc đậu Hà Lan đi. Loại rau thứ năm đấy là cải xoăn. Trong cải xoăn chứa nhiều vitamin, khoáng chất được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của gia đình. Tuy nhiên thì các bà nội trợ nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các cái chất dinh dưỡng ở trong rau. Và nếu trong trường hợp vẫn thích luộc thì các bạn nên tuân thủ các cái quy tắc sau đây. Luộc ít nước, tận dụng nước để ăn, làm món hầm hoặc nấu súp, như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Và cái thứ ba nữa là rút ngắn cái thời gian nấu. Rau luộc rất tốt cho sức khỏe, không chứa nhiều dầu mỡ và giúp thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên thì những loại rau trên đây chứa nhiều vitamin tan trong nước, tuyệt đối không nên luộc, mà thay vào đó là xào, hấp, trộn salad, như vậy sẽ tận dụng được các chất dinh dưỡng ở trong rau luộc hơn. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là 5 loại rau cấm luộc, vừa mất dinh dưỡng lại vừa hại đối với sức khỏe của chúng ta. Và cũng rất mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích hơn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.